Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay bọn gia đình Vượng lại đang vào thăm vườn của anh Tú Sơn Trang. Anh em lại đang có cái chương trình sửa lại những cái tác phẩm cho nó đẹp. Trong xử lý trong cây cảnh nghệ thuật thì là đẹp thì phô ra mà xấu xa thì đậy vào. Có những cái vết sẹo to, anh em có những cái phương pháp để xử lý cho những cái vết sẹo, và vừa là tạo tác cho nó nghệ thuật hơn, đẹp hơn, tạo cái độ quý thêm cho cây các bạn. Đó là cái khéo của những cái người nghệ nhân. À, hello anh. À, xin chào anh em. À, hôm nay chỉnh sửa cho tác phẩm cây dưới này. Ừ. À, hôm trước thấy có cây sẹo to quá đúng không? Đúng rồi. Hôm nay vừa mình làm hóa giải cái vết sẹo đó đi, lại cho cây nó nhảy đá. Mà bây giờ những cây dúi thì nhảy đá đang trở lên rất giá trị các bạn ạ. Những cái năm gần đây thì dúi đã bắt đầu được lên ngôi, đang lên ngôi rất mạnh mẽ. Và đặc biệt là những cây dúi nghệ thuật và những cây dúi nhảy đá. Lúc này thì rất sốt những cây nhảy đá. Có những cây nhảy đá rất nhỏ là bé lắm các bạn ạ. Thế nhưng trị giá tiền rất cao. Bởi vì người ta cũng có cái quan niệm đó là nhảy đá nó gần như là cái cây đang nhả ngọc, hoặc cái cây ngậm ngọc chẳng hạn, đem lại cái về theo như phong thủy người ta đem lại phú quý cho gia chủ. Chính vì vậy mà những cây nhảy đá đang tự dưng lại lên ngôi rất mạnh. Chính vì thế mà trong cái phương pháp tạo tác, ngoài cái thiên nhiên ban tặng thì đôi khi con người cũng cố gắng là tạo tác dựa theo cái thiên nhiên. Vừa xử lý những cái vết sẹo thì lại gài những cái viên đá vào, một thời gian sau cái cây dúi nó bo sẹo rất là mạnh. Một cái dòng phải nói thực sự là nó cái độ bo sẹo mạnh mẽ. Chính vì vậy mà nhiều cách xử lý xong nên mai nó sẽ trở thành cây nhảy đá các bạn. Có rất nhiều người chủ động làm cho nó nhảy đá. Và hôm nay đây nghệ nhân Hoa cũng đang chủ động xử lý vết sẹo và cũng cho cây nhảy đá đây. Xin chào nghệ nhân Hoa nhé. Chào bonsai Đinh Vượng nhé. Thực ra cái mục đích này cũng không phải là để biến cái sẹo này nó để cho cái cây dúi nó nhè. Nhưng mà đây là nó đang bị cái điểm cắt ngày xưa là to thô đúng không? Nó to quá. Thế bây giờ mình có bằng hình thức là mình có thể hoán đổi vị trí để mình làm cho nó hợp cách hơn. Đúng rồi. Nó bắt nhập hơn, nó ăn khớp với cái đá một chút thì để cho cái sẹo này nó không bị thô. Mình biến cho nó đi để cho nó có một cái gì đấy nó hợp cách hơn. Đúng rồi, về lâu về dài thì nó sẽ ấy. Còn đâu cái sẹo thì thực ra là qua 5 tháng thì nó vẫn hoàn thiện hơn, nhưng mà trước mắt thì nó sẽ xấu. Thế là mình phải làm đi cho nó đẹp lên. Đúng rồi, thì tức là nó cũng có 2-3 cái ưu điểm sau khi mình vào xử lý được cái vết sẹo đó. Như đúng không? Cái này thì mình sẽ làm đi đá nó nhẹ nhẹ ở đây thì để cho nó bắt nhập, nó kín được cái vết sẹo này thì nó sau này thì nó sẽ không bị xấu. Xong nuôi mấy canh thở đấy, lên mai có khi lại ôm chặt viên đá. Sau này mình sẽ biến nhảy đá vào thì nó sẽ giúp cho nó đỡ được. Cái này là phải chắp vào. Đấy, một công đôi ba việc, trăm cái lợi các bạn ạ. Vừa xử lý được vết sẹo lại lại thành cây nhảy đá, nay mai lại giá trị tăng cao rất nhiều. Khi mà cái vết sẹo mà nó bo chặt vải mà nó ôm chặt những cái viên đá, mà những cái vết sẹo đó mà nó nhè ra nó ôm niếm lấy cái viên đá các bạn ạ, thì lúc đó là cái giá trị lại càng tăng cao gấp bội lần. Đó, cho nên là tất cả những cái gì thì con người đều có thể nghĩ ra để khắc phục, xử lý. Đấy, cho nên là con người rất tài ba chỗ gì đó các bạn ạ. Có thể xử lý mọi việc, mọi cách khác nhau. Nếu như cứ để mà cái vết sẹo này mãi thì nó sẽ to, mà sau này nó bị mưa, nó mục thì nó kém, nó bị giảm về cái giá trị. Thế ra là mình sẽ hoán cải nó đi để cho nó khắc nhập với đá, với cây thì nó sẽ biến cái sẹo này thành một cái điểm nó khác biệt hơn. Nó đi đúng không? Nó tăng nó lên sẽ cái điểm, cái điểm khác biệt thì nên ra là nó sẽ được. Đấy, có thể đục sâu thêm vào cho đá nó ngậm sâu vào trong. Vâng, cái này là giữ chắc luôn. Đục cho nó ăn bắt nhập vào là được. Đây, muốn phô được cái gồng sống này lên này, làm sao mà nhét đá như thế phô được cái gồng này lên này. Bởi vì cái phần này phần rất đẹp đúng không em? Cái này là cái điểm này là điểm muốn giữ. Đúng rồi, cho mình không được nằm đá, không được chìm vào đây. Không được chìm vào đây mà muốn là muốn giữ thì có thể mình sẽ tạo tác thêm. Đúng rồi. Theo tạo anh tác thêm thì để cho nó hở cái điểm của cái tay này đi. Nó cứ hở cái này giá càng đẹp. Chính vì cái tay này nó là cái điểm nhấn cho cái điểm nhấn này. Cái cây này và cái điểm vị trí góc cũng rất đẹp.
Có lẽ chính vì vậy mà bây giờ có khi phải đục sâu thêm vào trong bớt cái này đi. Khi mình giáp đá vào là nó mình phải áp sát vào xong thì mình sẽ đục theo nó, chứ đúng rồi. Đục đến làm đến đâu là đục đến đấy thì nó mới bắt nhập được với cái cây. Tại vì anh thấy cái vị trí rất đẹp này, bây giờ mình mà chò đá không khéo là che mất ra lại mất cái đẹp đúng không? Đúng rồi. Nằm xử lý sâu vào bên trong để làm sao hờ được cái gô này ra, càng gô mạnh thì lại càng đẹp, nó là cái điểm nhấn. Đấy, đôi khi nó là cái vô tình bóc ra lại thấy nó cái đẹp bên trong. Nhiều khi nó cái đẹp tim mỏm bên trong này. Nhà tôi Bonsai Linh Phượng sẽ review các bạn xem cái cây dưới này, các bạn xem xung quanh nhé. Một cây dưới có những cái đường chạy rất kỳ quái, hay có thể nói là thiên nhiên ban tặng những cái nét trời cho. Đó là những cây dòng kỳ hoa dị thảo đấy các bạn ạ, nó sẽ đưa vào một những tác phẩm kỳ hoa dị thảo. Đây, và đặc biệt cái dòng lá này là lá rất nhỏ, dòng lá dày tròn, những cái dòng lá như này là quý. Dưới thì có rất nhiều dòng, có những cái dòng lá nó mỏng, quan trọng được cái dòng lá mà nó dày thì nó sẽ rất đẹp các bạn ạ, nó khỏe, khỏe cây khỏe lá và nó giữ dăm tốt. Cây dưới rất phiêu và nghệ thuật. Đang nuôi thêm một cái canh ở phần cuối này để phụ họa thêm à, kéo thêm canh phóng đúng không? Nuôi thêm từ to để kéo thêm cái canh phóng cho nó bay cho nó phiêu cây. Trong làm nghệ thuật thì luôn luôn phải cây phải động, phải bay phiêu, méo cây mới đẹp. Nên là anh em tạm kéo ra, nay mai kéo ra ngoài này. Đó, anh bây giờ kéo ra để làm cho nó đẹp, dễ nhìn. Đây, bông tàn. Đây thì anh Tú chỗ này có hai cây dúi, hai cây đều đẹp, một cây đang trực. Cái này thì ngày mai làm kiểu như tiên đạo giáng trần này. Một cây trực. Cái này thì cái màu da nó đỏ, già nó đỏ cây, rất hay. Đấy, cái màu da cái dúi rất đặc biệt, đỏ màu. Còn cái này thì nó sáng màu. Ngắm kỹ đi, làm cho thật đẹp vào. Đây, thần pháp cái phía dưới này. Sỏi kỵ các bạn xem, đây, nó cũng nhè một viên đá đấy rồi này. Chỉ có ôm một viên sỏi cuội đây. Đấy, chủ tịch thì đặt ngắm ra ngắm vào mà cũng là cảm thấy thất ưng ý thì bắt đầu mới ghép được. Nhìn phải đục sâu vào, đục sâu mới ngậm viên đá sâu mới đẹp anh ạ. Mới phô được cái sống, cái gân cây ra. Mình làm lông thì ngày mai là đá nó mỏng quá là một, cái thứ hai là nó lại che cái phần đẹp đi, là phải làm sao xử lý thật sâu một chút. Cây lút đá thì càng đẹp. Năm nay được lắng, quay các bạn nhìn. Được lắng là hơi chói lắng đấy. Đó, đang xử lý cho nó cái phần ở viên đá ra thành ngọc ngọc.